Con đau ở đâu? Đau ở đâu chị? Mẹ coi này, sao? À đau ở đó hả? Trời ơi đau quá, gì đau rồi. Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, sức khỏe của hai chị em tiến triển rất tốt, nhất là trí giác, lanh lợi và vui vẻ. Hai chân các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, đã có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Hy vọng khoảng 2 tháng tới, khi bé đứng vững, trục chân thẳng, không cần bấu vịn thì sẽ bắt đầu tập đi. Vừa được bế sang giường bên cạnh chơi, Diệu Nhi liền ôm hôn và nắm tay Trúc Nhi. Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, trưởng khoa phục hồi chức năng và bố mẹ hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi cho hai chị em thực hiện bài tập phát triển chức năng vận động, giúp bé kích thích cảm giác bản thể, tiền đình và phát triển thăng bằng ngồi. Muốn con được sống cuộc đời độc lập, ba mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ ngày 15 tháng 6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích.